Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Các câu hỏi được đăng trên Wall Street Journal. Phần 1. Khi trách nhiệm ngày một tăng. Dan thân mến, hàng năm mỗi khi Giáng sinh đến, tôi lại cảm thấy có trách nhiệm phải gửi những tấm thiệp Giáng sinh tới tất cả mọi người tôi quen biết, và vì vậy, số lượng bưu thiếp mà tôi gửi đi ngày càng nhiều. Giờ thì tôi không thể kiểm soát được nữa. Liệu tôi có thể chỉ gửi bưu thiếp tới những người bạn thật sự thân thiết thôi không? Holly. Vài năm trước tôi đã được giáo hội nhân bản tâm linh truyền chức mục sư, do đó tôi nghĩ rằng vị thế hiện tại của tôi đủ để khẳng định rằng việc chỉ gửi bưu thiếp tới những người bạn tốt của mình là hoàn toàn bình thường. Là một nhà khoa học xã hội, tôi không nghĩ rằng những người bị gạch khỏi danh sách nhận thiệp của bạn sẽ thấy khó chịu, và nhiều người trong số họ thậm chí còn không để ý đến điều đó. Việc làm này cũng khiến họ bớt cảm thấy có trách nhiệm phải gửi lại bạn một tấm thiệp vào năm tới. Vì thế, khi làm điều này, bạn cũng đang giúp họ giải quyết vấn đề tương tự. Nếu bạn thật sự muốn bỏ hẳn việc điên cuồng mua thiệp vào mỗi Giáng sinh, bạn có thể thử theo đạo Do Thái nhé. Bạn bè, kỳ vọng, hạnh phúc. Nghệ thuật và niềm vui khi nói không. Và khi họ đã hoàn thành mọi việc trong danh sách việc phải làm, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đàn thân mến, tôi mới được thăng chức và giờ tôi nhận được đủ kiểu yêu cầu làm những việc mà tôi cảm thấy không mấy hứng thú. Tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc giúp đỡ đồng nghiệp cũng như là tổ chức. Song những việc đó chiếm quá nhiều thời gian khiến tôi không thể làm việc của mình được nữa. Làm sao tôi có thể sắp xếp những ưu tiên của mình được tốt hơn đây? Francesca. Phải rồi, mặt trái của thành công. Thường thì thăng chức nghe có vẻ là một điều tốt đẹp, nhưng chỉ khi được lên chức, chúng ta mới nhận ra rằng đi cùng nó là nhiều yêu cầu và phiền phức hơn trước. Kỳ lạ là dường như chúng ta không nhớ bài học từ những lần lên chức trước đó, nên mỗi lần như thế, chúng ta lại kinh ngạc khi phát hiện ra cái giá phải trả thêm. Hãy quay trở lại với câu hỏi của bạn. Tôi đoán rằng cuộc sống mới của bạn đang diễn ra như thế này. Hằng ngày, các đồng nghiệp tử tế mà bạn muốn giúp đỡ sẽ nhờ bạn làm điều gì đó giúp họ. Thêm vào đó, yêu cầu này thường là vào một thời điểm nào đó rất xa trong tương lai. Khoảng một tháng tới chẳng hạn, bạn xem lịch và thấy mình khá rảnh rỗi. Thế là bạn nhủ thầm, một tháng tới mình hầu như rảnh rỗi, làm sao mình có thể trả lời không được chứ? Nhưng bạn đã nhầm, trong tương lai bạn sẽ không hẳn rảnh rỗi suốt, chỉ là chi tiết công việc chưa được ghi vào lịch mà thôi. Đến ngày hẹn, bạn sẽ có cả tỷ việc và phải làm tối mặt tối mày, để là chưa kể những đòi hỏi bổ sung của yêu cầu kia nữa. Lúc đó, bạn sẽ ước rằng giá như mình đã không nói được. Đây là vấn đề rất phổ biến và tôi muốn đưa ra ba công cụ đơn giản có thể giúp bạn tập trung tốt hơn vào những ưu tiên của mình. Trước hết, mỗi khi có ai nhờ vả, hãy tự hỏi xem bạn sẽ làm gì nếu thời hạn là trong tuần tới. Theo cách đó, bạn sẽ phải kiểm tra lịch và xác định xem liệu bạn có thể hủy bỏ một vài công việc khác để dành thời gian cho yêu cầu mới này không. Nếu bạn có thể hủy bỏ vài việc thì hãy chấp nhận yêu cầu, nhưng nếu bạn không thể ưu tiên yêu cầu đó hơn những công việc khác thì cứ trả lời không. Công cụ thứ hai, khi bạn nhận được yêu cầu, hãy tưởng tượng rằng bạn đang kiểm tra lịch để xem liệu bạn có thể thực hiện được không, và bạn thấy rằng mình đã kín lịch đến mức không thể thay đổi bất cứ điều gì. Có thể bạn phải ra khỏi thành phố chẳng hạn, khi đó hãy thử đánh giá phản ứng của bản thân đối với tin này. Nếu bạn cảm thấy buồn, bạn nên nhận lời. Trái lại, nếu bạn cảm thấy nhẹ nhõm với việc bạn không thể làm, hãy từ chối ngay. Cuối kỹ thực hành cảm giác niềm vui từ bỏ. Tức là, đôi khi một việc nào đó bị hủy bỏ. Để sử dụng công cụ này, hãy tưởng tượng rằng bạn chấp nhận một yêu cầu, nhưng sau đó yêu cầu này bị hủy. Nếu bạn cảm thấy mừng rỡ, bạn đang trải nghiệm niềm vui từ bỏ, và như thế bạn đã có câu trả lời cho mình rồi. Nơi làm việc, quyết định, tư duy, dài hạn. Sự bất mãn với Netflix.
Nếu em có 10 quả trứng trong rổ, 2 trong số đó bị rơi vỡ, em sẽ buồn đến mức nào? Đàn thân mến, tôi là một người dùng Netflix lâu năm. Mới đây, Netflix xóa bỏ khoảng 1.800 bộ phim trong hệ thống của họ, trong khi chỉ thêm vào vài bộ phim hay. Tôi biết có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ xem bất kỳ bộ phim nào trong số 1.800 phim ấy, nhưng tôi vẫn rất buồn về điều này và tôi thực sự nghĩ tới việc hủy đăng ký sử dụng Netflix. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế? Kristen. Bản thân tôi cũng là một người thích phim ảnh, nên tôi thấu hiểu những băn khoăn của bạn. Nguyên tắc nằm sau phản ứng cảm xúc trước việc xóa bỏ những bộ phim này là tính ghét mất mát. Tính ghét mất mát là một trong những nguyên tắc cơ bản và được hiểu rõ nhất trong giới khoa học xã hội. Theo nguyên tắc này, việc mất đi điều gì đó có tác động về mặt cảm xúc mạnh mẽ hơn so với việc đạt được điều gì đó có cùng giá trị. Trở lại với Netflix, có khả năng là việc xóa các bộ phim trong tài khoản của bạn được nhận thức như một sự mất mát và chính vì vậy nó khiến cho bạn buồn rầu hơn. Tác động của tính ghét mất mát có thể mạnh đến mức mỗi khi buồn, khi mất đi những bộ phim không hay, lấn át cả niềm vui khi có được những bộ phim hay hơn. Một ảnh hưởng khác của tính ghét mất mát là trong khi người dùng cũ của Netflix, chẳng hạn như bạn, nhìn những bộ phim mới trên Netflix theo một cách tiêu cực và coi sự thay đổi đó như một sự mất mát, thì những người dùng mới chỉ xem những bộ phim mới mà không biết đến những bộ phim cũ bị gỡ bỏ, sẽ nhìn nhận những cập nhật này theo tính cách tích cực hơn rất nhiều. Với những điều kể trên, tôi khuyên bạn hãy cố hình dung Netflix như một viện bảo tàng. Nó không phải là một dịch vụ cung cấp cho bạn một vài bộ phim cụ thể, mà cung cấp cho bạn nhiều chương trình giải trí tối ưu và có nội dung. Ở các bảo tàng, chúng ta không nghĩ bản thân sở hữu bất kỳ tác phẩm nào trong đó, vì vậy chúng ta sẽ không thấy buồn khi các hiện vật trưng bày bị thay đổi. Tôi đoán là nếu bạn định hình lại quan điểm của mình theo cách này, bạn sẽ hài lòng với Netflix hơn. Giải trí, tính ghét mất mát, giá trị. Chuyện ăn kiêng. Không phải em đang ăn đâu, em đang tự điều trị đấy. Đàn thân mến, đây có lẽ là câu hỏi rất phổ biến bởi tất cả mọi người đều ăn kiêng vào một thời điểm nào đó. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại để sự thỏa mãn tức thời của việc ăn uống lấn át những cân nhắc dài hạn? Tại sao chúng ta hủy hoại sức khỏe của mình hết lần này đến lần khác? Làm sao chúng ta có thể kiềm chế ham muốn ăn uống quá mức của mình? Daphna. Như bạn đã chỉ ra, thì về cơ bản việc ăn kiêng đi ngược lại bản chất vốn có của chúng ta. Chúng ta thường có những hình mẫu lý tưởng cho bản thân trong tương lai, như những việc chúng ta sẽ làm, những việc chúng ta sẽ không làm, những quyết định chúng ta sẽ đưa ra và những quyết định chúng ta sẽ không đưa ra. Nhưng thực tế trong các quyết định hàng ngày, những cân nhắc ngắn hạn thường sẽ thắng thế và những hy vọng cũng như những mong muốn dài hạn của chúng ta sẽ bị đẩy xuống dưới, thậm chí còn bị xếp xó nữa cơ. Khi không thấy đói và ai đó hỏi chúng ta sẽ ăn bao nhiêu món tráng miệng trong tháng tới, chúng ta sẽ nghĩ là mình chỉ ăn tối đa một hoặc hai món thôi. Tuy nhiên, khi chúng ta ngồi trong nhà hàng và người phục vụ đặt thực đơn tráng miệng, hay tệ hơn là cả khay món tráng miệng trước mặt và trong đó có món ưa thích, chúng ta sẽ có ý niệm rất khác về tầm quan trọng của việc ăn món tráng miệng kia ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thấy món bánh sô-cô-la 3 tầng, các ưu tiên của chúng ta liền thay đổi. Trong kinh tế học hành vi, chúng tôi gọi xu hướng tập trung vào hiện tại. Thêm vào đó, ăn kiêng thật sự là một việc khó khăn, khó hơn rất nhiều so với việc bỏ hút thuốc. Tại sao vậy? Bởi với việc hút thuốc, chúng ta chỉ có thể là người hút hoặc không hút. Nhưng với việc ăn kiêng, chúng ta không thể dễ dàng tách biệt thành người ăn và người không ăn được. Chúng ta phải ăn và vì vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta ăn gì và chính xác là khi nào chúng ta nên ngừng ăn. Vì không có một quy định ngừng ăn rõ ràng nên chúng ta khó có thể tuân thủ bất kỳ phương pháp ăn kiêng cụ thể nào. Vậy chúng ta có thể làm gì với vấn đề này? Cách tiếp cận đơn giản nhất là phải nhận thức rõ mức độ của thách thức này và cố gắng ngay từ đầu tránh đặt mình trước sức hấp dẫn của các loại thực phẩm không có lợi cho chúng ta. Nếu ở nhà không có bánh kẹo, chúng ta sẽ ăn ít bánh kẹo hơn. Nếu thay thế bánh kẹo bằng những trái ớt chuông, chúng ta sẽ ăn những trái ớt sẵn có này. Chúng ta có thể tự nhủ rằng món tráng miệng kia quá khó ăn, hoặc chúng ta sẽ chỉ ăn tráng miệng trong ngày Sabbath. Một nguyên tắc hữu ích và tương đối khó khăn là không để bất kỳ loại nước ngọt
hay đồ ăn vặt nào ở nhà. Một phương pháp bao gồm các quy định khắt khe và giáo điều như vậy có thể rất có hữu ích. Việc áp dụng những quy định này sẽ giúp chúng ta nhận thức tốt hơn việc liệu chúng ta có đang tuân thủ kế hoạch dài hạn của mình hay không, đồng thời giúp chúng ta củng cố hành vi mà mình mong muốn. Ăn kiêng, tự chủ, quy định. Những khoản vay bị lãng quên và được xóa bỏ. Dan thân mến, nhiều năm trước, một người bạn hỏi vay tôi một khoản tiền lớn. Lúc đó tôi sẵn lòng giúp cô ấy, nhưng đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày đó, mà cô ấy vẫn chưa một lần nhắc tới khoản vay kia, và điều này đang làm hỏng mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên nói điều gì chăng? Mario, bởi bạn là người đã giúp đỡ và cho cô ấy vay một khoản tiền, nên có thể bạn nghĩ rằng cô ấy là người phải có trách nhiệm nhắc đến vấn đề đó. Trên quan điểm đạo đức, điều này có thể đúng, nhưng vấn đề ở đây là khi bạn đã cho cô ấy vay tiền, bạn đã làm chênh lệch cán cân của mối quan hệ này, và sự mất cân bằng đó khiến cô ấy cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều khi phải đề cập tới chuyện này. Dĩ nhiên, phải có một người chủ động đề cập, và với sự chênh lệch về quyền hạn, tôi cho rằng người đó nên là bạn. Chúng ta đã xác định được rằng bạn nên là người đề cập đến chuyện tiền bạc này. Câu hỏi tiếp theo là bạn sẽ nói gì? Nếu bạn cần tiền, hãy nói đại loại như: mấy năm trước tớ rất sẵn lòng cho cậu vay tiền, nhưng độ vài tuần nữa tớ phải kiểm kê tài khoản, nên cậu xem giúp khi nào tiện rồi trả tiền cho tớ nhé. Nếu bạn không cần số tiền đó và sẵn sàng xóa nợ cho người bạn kia, thì hãy nói rằng: mấy năm trước tớ có cho cậu vay một ít tiền và tớ muốn cậu hiểu rằng số tiền đấy cũng giống như một món quà dành cho cậu. Dù theo cách này hay cách kia, việc nói đến chuyện tiền nong sẽ có đôi chút không thoải mái trong thời gian trước mắt, nhưng về lâu dài, nó có thể cứu vãn tình bằng hữu của các bạn. Tiền bạc, bạn bè, sự cho đi. Hôn nhân và những quan điểm kinh tế. Sẽ thiếu công bằng nếu tụi mình kết hôn trước khi những người đồng tính cũng được phép kết hôn, thật đấy. Đàn thân mến, một người bạn của tôi là nhà kinh tế học từng nói rằng hôn nhân giống như việc cá cược với ai đó một nửa những gì bạn có rằng bạn sẽ yêu thương bạn đời mãi mãi. Anh có nhất trí với quan điểm này không? Sean. Các nhà kinh tế học có rất nhiều cách thức thú vị để nhìn nhận hành vi của con người. Một số cách thì sai lầm nghiêm trọng. Nhưng ngay cả khi những mô hình này sai thì chúng vẫn khá thú vị và đôi khi rất hữu ích. Việc nghĩ về hôn nhân như một vụ cá cược là một điển hình của quan điểm kinh tế sai lầm, nhưng lại hữu ích. Việc mô tả một mối quan hệ sâu sắc và lãng mạn như một hành động đánh cược sẽ bỏ sót rất nhiều khía cạnh khác của mối quan hệ giữa người với người, phần sai lầm. Song nó cũng nhấn mạnh khả năng mất mát tiềm tàng, điều mà người ta thường không tính đến khi họ quyết định kết hôn, phần hữu ích. Nói chung, tôi nghĩ rằng quan điểm về hôn nhân này sai lầm nhiều hơn là hữu ích, nhưng ở đây có 3 điều tôi dám chắc. Thứ nhất, mặc dù mô tả hôn nhân là một cuộc cá cược, có thể là một câu chuyện hữu ích về sự thận trọng, nhưng đó không phải là cách mà những người đã kết hôn nghĩ về sự chung sống, về con cái, về sự gắn bó và những kế hoạch tương lai của họ. Thứ hai, tôi cũng chắc chắn rằng mặc dù có thể vui và thú vị khi nghĩ về những cuộc hôn nhân của người khác là sự cá cược, chúng ta không nên nghĩ về các mối quan hệ của bản thân theo cách ấy. Và cuối cùng, tôi cũng chắc rằng chúng ta không nên đề cập quan điểm này với người bạn đời của mình. Các mối quan hệ, những mong đợi, những tiên đoán. Mạng xã hội và quy tắc xã hội. Lười biếng á, anh đang kết bạn trên mạng xã hội mệt nghỉ luôn này. Đang thân mến, chức năng của nút like, thích trên Facebook là gì? Tại sao trên Facebook không có các nút chức năng khác, chẳng hạn như là dislike, không thích, hay là hate, ghét? Henry. Nút like trên Facebook không chỉ là cách chúng ta phản hồi cho người khác, đó là một cơ chế phối hợp xã hội cho chúng ta biết mình có thể và nên phản hồi như thế nào. Nó chỉ dẫn chúng ta một cách tinh tế về những điều nên và không nên đăng, cũng như là tế nhị cho chúng ta biết chúng ta có thể và không thể cư xử như thế nào trên Facebook. Vì thêm vào các nút như dislike, không thích, hay hate, ghét sẽ làm thay đổi quan niệm của chúng ta khi đọc những bài đăng khác nhau. Nó sẽ khuyến khích chúng ta có những phản ứng tiêu cực hơn,
và tôi chắc chắn rằng nó sẽ phá hủy bầu không khí tích cực của mạng xã hội rất nhanh chóng. Không biết các bạn nghĩ sao, riêng tôi thì mong muốn có thêm nút Love là yêu. Đang thân mến, tôi tốt nghiệp đại học vài năm trước. Kể từ đó, cuộc sống xã hội của tôi chỉ giới hạn trên Facebook. Điều này làm tôi rất không hài lòng. James, Facebook có rất nhiều khía cạnh tuyệt vời, nhưng tôi cũng nhất trí với bạn rằng nó không thể thay thế được những mối tương tác trực tiếp giữa người với người. Khi bạn đang còn học đại học, có thể bạn có cuộc sống sôi nổi, song bạn cũng tích lũy các khoản vay sinh viên. Bây giờ thì phần xã hội đã qua đi và tất cả những gì còn lại là những khoản nợ. Có lẽ bạn nên thay đổi cách nghĩ. Lần tới khi bạn nghĩ chẳng có ai thật sự quan tâm tới việc bạn sống hay chết thì hãy thử quên trả nợ xem, bạn sẽ được quan tâm ngay đấy. Truyền thông xã hội, cảm xúc, quy tắc xã hội. Cà phê chôm Kobe Luwak. Vâng, sản phẩm đã được kiểm nghiệm trên loài thỏ và chúng mê mẩn thứ này. Đang thân mến, trong chuyến đi gần đây đến Los Angeles, tôi dừng chân ở một quán cà phê với món cà phê rất đắt đỏ được gọi là Kobe Luwak, hay còn gọi là cà phê chồn. Tôi hỏi lý do cho mức giá đó và người pha chế đã kể tôi nghe câu chuyện về quy trình đặc biệt làm ra loại cà phê này. Có một loài động vật ở Indonesia gọi là cầy vòi hương, ăn quả cà phê, sau đó chúng thải ra hạt cà phê. Người ta thu thập những hạt đã được xử lý này và dùng chúng để tạo ra một loại thức uống vô cùng kỳ lạ với hương vị dịu dàng. Loại cà phê này có thể bán với mức giá hàng trăm đô la cho khoảng 400 gram. Tôi rất tò mò nhưng không đủ hứng thú hoặc không đủ can đảm để mua, chứ chưa nói đến việc uống nó. Anh có thể giải thích tại sao người ta lại sẵn sàng mua loại cà phê này không? Jaria. Trước hết, tôi nghĩ là bạn đã phạm một sai lầm. Đúng ra bạn nên trả tiền và uống thử một cốc cà phê này. Một phần là bởi bạn vẫn rất tò mò về loại cà phê độc đáo và khác thường này. Còn một phần là bởi nó sẽ tạo nên một trải nghiệm mang tính cá nhân và thú vị. Một vài đô la sao có thể so sánh với một trải nghiệm hay. Vì vậy, lần tiếp theo, bạn dừng chân tại một quán cà phê có bán loại cà phê chồn này. Hãy thử uống nó, thậm chí có thể uống luôn hai cốc với ít lông lá và cả những thứ kèm theo nữa. Về chất lượng của cà phê chồn thì những thông tin quảng cáo mà tôi tìm thấy nói rằng những con cầy vòi hương biết cách chọn những hạt cà phê ngon nhất và hệ tiêu hóa của chúng làm lên men những hạt cà phê này, giúp giảm tính axit và cho ra hương vị cà phê ngon hơn. Tôi không biết chính xác quy trình này diễn ra như thế nào, nhưng nghe rất thú vị. Câu hỏi quan trọng ở đây là tại sao người ta sẵn sàng trả nhiều tiền cho loại cà phê chồn này? Một lý do là họ đang trả tiền cho sự khác biệt và một câu chuyện thú vị. Một lý do khác có liên quan đến công sức và hình thức lao động để tạo ra sản phẩm. Quy trình sản xuất đặc biệt này rõ ràng phức tạp hơn nhiều so với một cốc cà phê thông thường, và nhìn chung, người ta sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho loại hàng hóa đòi hỏi nhiều công sức sản xuất hơn, ngay cả khi sản phẩm đó không tốt hơn. Cà phê chồn có vẻ như là một ví dụ hoàn hảo về nguyên tắc định giá dựa trên công sức lao động. Cuối cùng, tôi tự hỏi, không biết người ta sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho những hạt cà phê không phải thải ra từ một loài động vật ở Indonesia, mà từ hệ tiêu hóa của một người Mỹ. Mặc dù đó sẽ là một câu chuyện rất hay và cũng phải tốn nhiều công sức lao động để làm ra nó, phiên bản cà phê này vẫn quá mạnh đối với chúng ta. Thực phẩm và đồ uống, giá trị, những trải nghiệm. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Mario một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.